rất nhiều người không biết là cứ gọi là tại sao nó lại chỉ là dạ, đây cái này ạ. Tập cho hồi được hết. Không có việc gì khó. Vâng, nghệ thuật vâng, vẫn ra đây mua mà. Vâng, cảm ơn. Vâng, chúc sức khỏe. Dạ. Ai gọi? Nghệ thuật thổi phá cốc bằng mũi sẽ tiếp tục trình bày nhạc phòng. Xuân này con không về, mong quý vị hưởng ứng ủng hộ nghệ thuật thổi pháo trúc bằng mũi, giúp người khiếm thị vượt lên bóng tối, trau dồi sáu mũi ngọt ngào đặc sắc hơn. Chúc quý vị mạnh khỏe, ngập tràn niềm vui, đông đầy yêu thương. Xin chân thành cảm ơn. Yeah.